chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến top những môn phái dành cho những anh em mới trải nghiệm game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao. Đây là những môn phái cô đã từng trải nghiệm và cô cảm thấy là nó rất là dễ PK. Và chúng ta chơi một tựa game mới, chúng ta thấy cái đồ họa nó đẹp, chiêu nó hay. Nhưng mà quan trọng nhất đó chính là chúng ta phải trải nghiệm cái môn phái này dễ dàng. Nên là cô sẽ gợi ý cho anh em 3 môn phái dễ PK để cho anh em có thể trải nghiệm ở trong game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao này nha. Hiện tại cô đang bán thẻ zin nhanh chậm chiết khấu từ 5-8%. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cô, Zalo Son Goku 0946 496 490, để biết thêm thông tin chi tiết nha. Rồi, ở phiên bản Việt Nam của chúng ta sẽ có 6 môn phái, đó chính là Di Hoa, Cá Bang, Đường Môn Thần Uy. Thiên Hương. Và Thái Bạch. Thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng xem những môn phái nào là những môn phái rất là dễ để cho anh em tiếp cận. Top 1 đó chính là môn phái Thần Uy. Đây là một môn phái có 3 hình dạng, có 3 hình tượng. Là thứ nhất là cô gái, đúng không? Thứ hai là anh trai. Và thứ ba đó chính là hình ảnh cô gái nhỏ. Này à, cô gái chưa dậy thì anh em, cô gái kia là dậy thì. Đó. Thì đây là một môn phái có khả năng sinh tồn rất là cao. Và bộ chiêu của môn phái này, nếu như mà anh em kết hợp combo đúng, chúng ta sẽ có thể khống chế đối phương liên tục với cái bộ chiêu của nó. Và đây là một môn phái dễ tiếp cận, đánh cận chiến rất là trâu và đam to. Đây là môn phái có kỹ năng bá thể, là kỹ năng miễn khống chế anh em. Có kỹ năng lướt tới đối phương, có kỹ năng khống chế đối phương. Nên là nếu như anh em chơi tốt bộ combo và sử dụng chiêu hợp lý thì đây là một môn phái khống chế rất là đã. Và cô đã làm một video phân tích về kỹ năng của môn phái Thần Uy. Anh em có thể lên YouTube kiếm lại cái video đó nha. Môn phái thứ hai đó chính là môn phái Di Hoa. Đây là môn phái đánh xa. Ở game của chúng ta sẽ có hai bộ kỹ năng, một bộ kỹ năng là đi PK đánh solo, một kỹ năng là đi quần chiến hỗ trợ đồng đội. Và môn phái Di Hoa đánh solo nó khống chế người ta rất là khủng khiếp, và nó cũng có thể là nó linh hoạt biến ảo. Cái khả năng linh hoạt biến ảo của môn phái này được đánh giá rất là cao. Nếu như mà anh em PK thuần thục về kỹ năng của Di Hoa thì đây là một môn phái PK rất là đã. Và cũng dễ PK lắm anh em, rất là dễ PK. Cũng có 3 hình tượng, đó chính là nữ nhỏ, nữ trưởng thành và nam trưởng thành. Đây là môn phái đánh xa, có một chiêu khống chế cứng đối phương, khống chế rất là lẹ luôn anh em. Có một chiêu áp sát đối phương, khống chế đối phương luôn. Rồi có một chiêu bay về cái vị trí cũ của mình khi mà mình khống chế đối phương. Đó, nên là nó có rất là nhiều cái biến ảo từ vị trí của môn phái Di Hoa. Nếu như anh em kết hợp combo đúng ở môn phái Di Hoa, đây là môn phái rất là mạnh. Và ở trong những cái trận đánh solo, đánh xếp hạng thì Di Hoa được lựa chọn và là môn phái đỉnh cao của việc PK. Cấu rễ cực kỳ khó chịu trong game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao VNG. Chưa kể là Di Hoa nó có một cái bộ số 2 là bộ của chiêu búp á anh em. Anh em là một người chơi hỗ trợ, nếu như mà anh em ít nạp thì Di Hoa cái bộ chiêu của nó sẽ giúp cho anh em có thể được lựa chọn nhiều ở trong các team quần chiến,
hoặc là đi những phó bản, vì bộ số 2 là thiên về hỗ trợ rất là tốt. Và các môn phái hỗ trợ tăng cơ là những môn phái được lựa chọn nhiều trong cái game này, hoặc là những cái game khác cũng vậy. Diên Hoa thiên về hỗ trợ búp máu, nó đánh xa búp máu rất là ghê luôn anh em. Và cua cũng có làm một video phân tích về kỹ năng combo của môn phái Diên Hoa, anh em có thể tìm kiếm ở trên kênh LNB của mình nha. Anh em có thể tìm kiếm bằng cách là ghi chữ phân tích kỹ năng ở một môn phái nào đó là cua có làm về môn phái đó. Ví dụ như phân tích kỹ năng môn phái Diên Hoa và combo thì sẽ có video như vậy. Hiện tại cua đang bán thẻ zin nhanh chậm chiết khấu từ 5-8%. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cua, Zalo Son Goku 0946 496 490, để biết thêm thông tin chi tiết nha. Và môn phái thứ ba đó chính là môn phái cái bàn. Đây là môn phái cận chiến, có chiều khống chế chủ động vào đối phương, có chiều lướt vào đối phương, có chiều bá thể được miễn khống chế cho nhân vật của mình, cực kỳ dữ dội anh em. Và có khả năng gây ra một cái khống chế đối phương rất là tốt. Nếu như mà anh em kết hợp đúng combo thì anh em sẽ có thể gây ra một lượng đam rất là lớn và khống chế đối phương cực kỳ kinh khủng. Cũng có 3 lớp nhân vật là một người nam trưởng thành, một người nữ trưởng thành và một em gái nhỏ. Anh em muốn biết chi tiết về kỹ năng của môn phái cái bàn thì anh em có thể tìm trên YouTube kênh LNB, gõ chữ phân tích kỹ năng và combo của cái bàn thì anh em sẽ nhìn thấy nha. Rồi ok, đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em về top những môn phái sẽ giúp cho anh em trải nghiệm tốt trong game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao. Đây là những môn phái dễ PK, dễ tiếp cận và nhiều người sử dụng. Chắc chắn luôn, nó sẽ có tác dụng rất là tốt trong cái việc anh em trải nghiệm cái game này. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và copy cái link video dán vào group Zalo bàn của anh em, để cho những anh em khác vừa mới chơi họ biết được những môn phái gì dễ chơi đối với những người mới chơi nha. Hiện tại cua đang bán thẻ zin nhanh chậm chiết khấu từ 5-8%. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cua, Zalo Son Goku 0946 496 490, để biết thêm thông tin chi tiết nha. Và nếu thích video này, các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.